chúng ta đi vào triển khai của bộ môn hình học. Triển khai là hình thang. Trước khi vào nội dung bài học, hãy kiểm tra bài cũ. Phát biểu định lý tổng các góc của một tứ giác. Tôi nhắc lại, phát biểu định lý tổng các góc của một tứ giác. Áp dụng hãy tính góc B, biết tứ giác ABCD có góc A bằng 110 độ, góc C bằng 55 độ, góc B bằng 70 độ, tính góc B. Dựa vào tổng các góc của một tứ giác, ta có góc A cộng góc B cộng góc C cộng góc D bằng 360 độ. Từ đó ta có góc B bằng 360 độ trừ cho góc A, trừ cho góc C, trừ cho góc D. Và kết quả ta có góc B là bằng 125 độ. Dựa vào kết quả trên, các em cho thầy nhận xét các cạnh AB của tứ giác ABCD có gì đặc biệt. Bằng một cách trực quan, các em nhận xét cạnh AB và cạnh CD có gì đặc biệt. Để trả lời câu hỏi này thì các em lưu ý và nhớ dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song mà các em đã học ở lớp 7. Điều đó có nghĩa các em xem tổng của góc A cộng góc D bằng bao nhiêu độ dựa vào dấu hiệu để nhận xét. Cũng tương tự vậy đối với tổng hai góc B và góc C. Đã có, vì góc A và góc D là cặp góc trong cùng phía, mà góc A cộng góc D là bằng 180 độ, thì theo dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song, ta kết luận AB song song với CD. Như vậy, tứ giác ABCD có hai cạnh AB song song với CD, mà khác ABCD là cặp cạnh gì đối với tứ giác ABCD? ABCD là một cặp cạnh cạnh đối. Từ đó ta có gì? Tứ giác ABCD trên hình có AB song song CD. Các em lưu ý ABCD là một cặp cạnh đối. Nếu tứ giác hội tụ đầy đủ điều kiện đó thì được gọi là một hình thang. Từ đó các em có thể nêu định nghĩa thế nào là một hình thang. Ta có định nghĩa hình thang. Hình thang là tứ giác có hai cạnh đối song song. Phải nhắc lại, hình thang là tứ giác có hai cạnh đối song song. Các em ghi định nghĩa vào vở. Ta đi vào các yếu tố của một hình thang. Cho hình thang ABCD, cạnh AB song song với cạnh CD. Thì cạnh AB và cạnh CD được gọi là cạnh đáy. Cạnh AD và cạnh BC được gọi là cạnh bên. Đoạn thẳng AH vuông góc với CD được gọi là đường cao của hình thang. Tôi nhắc lại, cho tứ giác ABC, cho hình thang ABCD
có cạnh AB song song với CD, thì cạnh AB và cạnh CD được gọi là cạnh đáy. Cạnh AD và cạnh BC được gọi là cạnh bên. Đoạn thẳng AH vuông góc với cạnh CD được gọi là đường cao của hình thang. Ở đây các em lưu ý, AB nhỏ hơn CD nên AB được gọi là đáy nhỏ và CD được gọi là đáy, đáy lớn. Các em vẽ hình và ghi các yếu tố của hình thang vào vở. Chúng ta đi vào bài 3.21. Câu A, tìm các tự giác là hình thang. Câu B, có nhận xét gì về hai góc kề một cạnh bên của hình thang? Tôi hướng dẫn. Để làm câu A, các em dựa vào dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song. Tôi nhắc lại dấu hiệu. Một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song. Trong các góc tạo thành, nếu có một cặp góc soi trong bằng nhau, một cặp góc đồng ý bằng nhau, một cặp góc trong cùng phía bù nhau, thì hai đường thẳng đó sống song song. Bây giờ dựa vào dấu hiệu, các em tìm một cặp cạnh song song của các hình ABC. Nếu có, tự giác ABCD và EFGH là hình thang. Những em nào chưa biết thì thầy sẽ giải thích. Chúng ta lưu ý ở hình A, góc ở đỉnh B và góc ở đỉnh A ở vị trí soi lé trong và bằng nhau bằng 60 độ. Nên theo dấu hiệu nhận biết các có BC song song với AD, nên tự giác ABCD là hình thang. Lúc này BC và AD là hai cạnh đáy, BA và CD là hai cạnh bên. Đối với hình B thì ta có góc R cộng góc H là bằng 105 độ cộng 75 độ là bằng 180 độ. Có nghĩa hai góc trong cùng phía này bù nhau nên ta có RF song song với HE. Từ đó tự giác EF với H là hình thang. Hai đáy là FR và EH. Hai cạnh bên là RH và ME. Đối với hình C thì góc kề bù với góc ngoài của cạnh đỉnh N sẽ bằng 60 độ. Vậy từ đó ta có góc N cộng góc K là bằng 60 độ cộng 115 độ là bằng 175 độ không bù nhau nên y n không song song với m mk. Dựa vào tổng các góc của một tự giác, chúng ta tìm được góc m. Từ đó các em cộng góc m với góc k xem thử nó có bù nhau không. Nếu không bù nhau có nghĩa là y m không song song với nk, và ta kết luận tự giác MINK không phải là hình thang. Bây giờ ta vào câu B, có nhận xét gì về hai góc kề một cạnh bên của hình thang? Ở đây các em lưu ý, chúng ta có hai tự giác ABCD và EFGH là hình thang.
Cho bài bài chấm hỏi 2. Cho hình thang ABCD có đáy là ABCD. Câu A, cho biết AD song song với BC. Chứng minh rằng AD bằng BC, AB bằng CD. Câu B, cho biết hình thang, cho biết AB song song với CD. Chứng minh rằng AD song song với BC và AD bằng BC. Như vậy ở câu A các em lưu ý, giả thiết người ta cho mình ngoài là hình thang ABCD có đáy là ABCD thì chúng ta có hai cạnh bên AD và BC song song với nhau. Và ta chứng minh được là AD bằng BC, AB bằng BC, có nghĩa là hai cạnh bên bằng nhau và hai cạnh đáy bằng nhau. Câu B, ngoài giả thiết ABCD là hình thang có ABCD là cạnh đáy thì cho cạnh hai cạnh đáy này bằng nhau, đó là giả thiết, và ta cần chứng minh là hai cạnh bên song song và bằng nhau. Thầy gợi ý câu A hình 16. Các em chứng minh cho thầy tam giác ABC và tam giác CDA bằng nhau theo trường hợp góc cạnh góc. Dựa vào tính chất hai đường thẳng song song. Từ đó các em rút ra kết luận. Ở hình 17, các em chứng minh tam giác ABC và tam giác CDA bằng nhau theo trường hợp cạnh góc cạnh, dựa vào giả thiết và tính chất hai đường thẳng song song. Từ đó các em rút ra kết luận. Em xem thầy trình bày nối A với C, tức là nối đường chéo AC, thì ta có tam giác ACD bằng tam giác CAB theo trường hợp góc cạnh góc. Suy ra AD bằng BC, AB bằng CD là các cạnh tương tương ứng. Hình 17, cùng nối đường chéo AC có tam giác ACD bằng tam giác CAB cạnh góc cạnh. Suy ra AD bằng BC và góc DAC bằng góc ACB, mà góc ADAC và góc ACB là ở vị trí sau lẽ trong, từ đó ta có AD song song với BC. Như vậy ở câu A, cho hình thang ABCD có hai cạnh bên như thế nào? Từ đó ta rút ra kết luận hai cạnh bên như thế nào, hai cạnh đáy như thế nào. Ở câu B, cho hình thang biết hai cạnh đáy bằng nhau thì ta có được hai cạnh bên như thế nào?
Các em rút ra nhận xét. Em trình bày nhận xét. Nếu một hình thang có hai cạnh bên song song, thì hai cạnh bên bằng nhau, hai cạnh đáy bằng nhau. Tôi nói nhắc lại nhận xét một. Nếu một hình thang có hai cạnh bên song song, thì hai cạnh bên bằng nhau, hai cạnh đáy bằng nhau. Nhận xét hai. Nếu một hình thang có hai cạnh đáy bằng nhau, thì hai cạnh bên song song và bằng nhau. Nếu một hình thang có hai cạnh đáy bằng nhau, thì hai cạnh bên song song và bằng nhau. Các em ghi nhận xét này vào vở. Ta đi vào mục hai nhỏ hình thang vuông. Cũng như tương tự định nghĩa tam giác vuông, tam giác có một góc vuông được gọi là tam giác vuông, thì hình thang cũng tương đồng như vậy. Hình thang vuông là một hình thang có một góc vuông. Ta nhắc lại định nghĩa, hình thang vuông là hình thang có một góc vuông. Em xem hình vẽ. ABCD là hình thang vuông thì cần hội tụ đầy đủ hai điều kiện. Thứ nhất, AB song song với CD và AD vuông góc với DC. Các em vẽ hình. Ở đây thầy có bài tập nhỏ dựa vào từ vuông góc định song song, các em đã học ở hình học lớp 7, chứng minh cho thầy AD cũng vuông góc với AB. Thầy nhắc lại, dựa vào từ vuông góc định song song mà các em học ở lớp 7, các em chứng minh AD vuông góc với AB. Các phần bài tập. Bài 7 trang 71. Tìm x và y trên hình 21. Viết ABCD là hình thang có đáy là AB và CD. Thầy gợi ý, ở câu A các em dựa vào nhận xét hai góc kề một cạnh cạnh bên thì bù nhau. Thầy nhắc lại, đối với câu A, các em dựa vào nhận xét hai góc kề một cạnh bên thì bù nhau. Đối với câu B, các em dựa vào tính chất của hai đường thẳng song song. Đối với câu C, dựa vào nhận xét hai góc kề một cạnh bên bù nhau. Ở câu A ta có x là bằng 100 độ vì góc A góc D là hai góc bù nhau. Góc Y là bằng 140 độ bởi vì góc B góc C là hai góc bù nhau. Dựa vào nhận xét câu B, góc X là bằng 70 độ, đồng ý, Y là bằng 50 độ, so lại trong.
Cos góc x là bằng 90 độ. Dựa vào nhận xét hai góc kề một cạnh bên thì bù nhau, và góc y là 115 độ, tương tự như vậy. Tôi hướng dẫn về nhà. Thứ nhất là nắm vững định nghĩa hình thang, hình thang vuông và hai nhận xét. Trang 70 sách giáo khoa. Thứ nhất là nắm vững định nghĩa hình thang, hình thang vuông và hai nhận xét trang 70 sách giáo khoa. Làm các bài tập 6, 8, 9, trang 70 và trang 71 sách giáo khoa. Chúc các em mạnh khỏe.